Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh nhiệm vụ là cầu nối giữa nhân dân với Hội đồng Nhân dân, mỗi người đại biểu Hội đồng Nhân dân có vai trò hết sức quan trọng đối với việc nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân huyện Nậm Pồ đã xác định những giải pháp thiết thực, phù hợp nhằm đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao trách nhiệm của mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Sau đây là những phản ánh của phóng viên chuyên mục. Hội đồng Nhân dân huyện Nậm Pồ khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026 có 32 đại biểu, trong đó phần lớn là đại biểu kiêm nhiệm. Sau kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân huyện Nậm Pồ đã kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành các quy định, quy chế hoạt động. Cùng với đó là xây dựng chương trình làm việc toàn khóa nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt quyền hạn của Hội đồng Nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban của Hội đồng Nhân dân huyện, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. Với vai trò trách nhiệm là cơ quan quyền lực của nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, thì trước hết là chúng tôi phải lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là những cái vùng trong thời gian vừa qua có những cái khó khăn về điện, về đường, về nước sinh hoạt cũng như là các vấn đề liên quan đến cuộc sống của bà con. Cái thứ hai là với cái trách nhiệm, với cái quyền hạn của Hội đồng Nhân dân thì sẽ xem xét cho ý kiến vào các cái chủ trương thực hiện các cái công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền, và làm sao thì cái việc đầu tư xây dựng cơ bản thì phải đảm bảo cái hiệu quả, tránh cái thất thoát lãng phí. Theo luật tổ chức chính quyền địa phương quy định, đại biểu Hội đồng Nhân dân là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân, trả lời những yêu cầu kiến nghị của cử tri, xem xét đôn đốc việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật, chính sách của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, động viên nhân dân tham gia quản lý nhà nước. Thực tiễn cho thấy, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Do vậy, nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân chính là nhiệm vụ quan trọng được Hội đồng Nhân dân huyện Nậm Pồ đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Đây cũng là một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử của địa phương. Bản thân tôi thì sẽ cố gắng nỗ lực học hỏi, đồng thời nếu là sẽ tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các bản và những tâm tư nguyện vọng của cử tri chính đáng, để có thể giải quyết được thì sẽ cố gắng giải quyết, không giải quyết được thì chúng ta sẽ truyền đạt lại ý kiến đấy, gửi lên trên để cơ trên cố gắng giải quyết. Đồng thời đấy là sẽ tập trung vào các bản để nắm và thông qua những buổi họp dân và trao đổi để biết rõ tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Theo đó, các đại biểu được bầu tại các đơn vị địa phương sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, sâu sát với nhân dân, tham gia giám sát các nghị quyết Hội đồng Nhân dân đề ra, chú trọng giám sát việc trả lời, giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri quan tâm được các ngành, đơn vị trả lời tại các kỳ họp hoặc những nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm ở cơ sở, đề nghị nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Chú trọng đến việc tiếp xúc với cử tri ở các thôn bản đặc biệt khó khăn ở xa trung tâm xã, để mọi người đều được bày tỏ ý kiến và đề đạt tâm tư nguyện vọng của mình. Với tư cách là người đại biểu muốn nắm rõ được tất cả những tâm tư, nhu cầu, nguyện vọng của cử tri, thì chúng ta không phải thể hiện qua những chương trình, nghị quyết, mà chúng ta phải đi sau, đi sát với người dân. Đồng thời nữa là phải tâm sự, trò chuyện, gắn với người dân, thì chúng ta sẽ nắm được là chúng ta đã thực hiện tốt như thế nào, mà chưa tốt như thế nào. Để từ như kết quả như thế thì chúng ta sẽ sàng lọc ra để đưa những ý kiến đó để chúng ta giải quyết và tháo gỡ. Một điều không thể phủ nhận
là thời gian gần đây, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Nậm Pồ ngày càng phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của người đại diện nhân dân, tích cực học tập nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng để thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Đại biểu Hội đồng Nhân dân đã tham gia tích cực hơn vào việc cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy, có những quyết định đúng đắn về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều nghị quyết trước khi tiến hành biểu quyết thông qua được các đại biểu tranh luận dân chủ thẳng thắn, đối thoại công khai, cho thấy Hội đồng Nhân dân ngày càng hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi, Hội đồng Nhân dân đã thực sự đáp ứng được nguyện vọng của cử tri với vai trò là cơ quan dân cử, nói lên tiếng nói của người dân, lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm hay chưa? Nhiều ý kiến cử tri chưa hài lòng. Bởi vì hoạt động của Hội đồng Nhân dân còn nhiều hạn chế, trong đó chất lượng đại biểu là vấn đề đáng bàn. Hơn nữa, với một đại biểu dân cử thì tiếp xúc cử tri là hoạt động không thể thiếu. Nhưng do đại biểu là kiêm nhiệm, chỉ chuyên sâu lĩnh vực mình phụ trách mà không nắm vững bao quát tình hình chỉ đạo, điều hành chung, nên nhiều vấn đề cử tri có ý kiến. Lẽ ra, đại biểu có thể trả lời ngay nhưng lại ghi nhận theo kiểu chung chung như sẽ trình cấp trên, trình tại kỳ họp tới, làm giảm lòng tin của người dân. Để tiếp tục đổi mới phát huy tốt vai trò của các đại biểu, Hội đồng Nhân dân huyện Nậm Pồ xác định, trước hết cần phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng có tính đặc thù trong hoạt động dân cử cho đại biểu, như kỹ năng nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri, phương pháp giám sát, cách thức giám sát tại kỳ họp hoặc giám sát thường xuyên, thẩm tra, chất vấn, phản biện, kỹ năng diễn thuyết, kỹ năng phối hợp hoạt động nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đại biểu, nhất là những đại biểu hoạt động chuyên trách. Cùng với đó là chú trọng tạo mọi điều kiện cho đại biểu hoạt động như cung cấp thông tin cần đầy đủ kịp thời, nhất là những tài liệu về chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Tình hình kinh tế xã hội địa phương phải được chú trọng hơn để giúp đại biểu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Cung cấp thông tin tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung kỳ họp phải kịp thời để đại biểu có thời gian nghiên cứu và tiếp xúc cử tri nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Để tiếp tục phát huy cái trách nhiệm của đại biểu hội đồng thì trong thời gian tới trước hết là chúng tôi cũng phải tiếp tục quán triệt để các đại biểu Hội đồng Nhân dân nhận thức rõ cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Và đặc biệt là cái việc mà sâu sát cơ sở để lắng nghe cái tâm tư, nguyện vọng của bà con. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ ban hành các cái quy chế, quy định cũng như là tổ chức tập huấn, hướng dẫn để đại biểu Hội đồng Nhân dân có những cái kỹ năng cơ bản trong cái quá trình hoạt động. Kế thừa thành quả và bài học kinh nghiệm từ tiền nhiệm, Hội đồng Nhân dân huyện Nậm Pồ, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chất lượng, hoạt động giám sát, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Cùng với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo yêu cầu và nguyện vọng của đông đảo cử tri. Nhiệm kỳ mới với nhiều khó khăn thách thức, nhất là phải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch. Sau đó, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất lớn và nặng nề, đòi hỏi cần tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng hoạt động thông qua quá trình học tập, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu tài liệu, thâm nhập thực tiễn cơ sở, hiểu rõ phong tục tập quán địa phương, tâm tư nguyện vọng của người dân, những nhóm vấn đề thường xuyên được cử tri, nhân dân quan tâm. Hơn ai hết, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Nậm Pồ tự xác định sẽ phải hoàn thiện mình để phát huy tốt hơn vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, các ban ngành và chính quyền các địa phương. Đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trong việc tham gia tích cực có hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, để ngày càng xứng đáng với niềm tin mà nhân dân đã gửi gắm.
Quý vị và các bạn thân mến, điều động luân chuyển cán bộ là một trong những bước đi quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện việc điều động luân chuyển cán bộ về giữ những cương vị chủ chốt ở các xã phường thị trấn, đặc biệt là những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Qua đánh giá bước đầu, công tác điều động luân chuyển cán bộ đã đem lại những kết quả tích cực. Phóng sự sau đây được thực hiện ở huyện Tuần Giáo sẽ cho thấy điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Điều động, luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn của Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Việc luân chuyển cán bộ không nằm ngoài mục đích giúp đội ngũ cán bộ được rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng và thử thách trong thực tiễn mới, trên cương vị công tác mới, nhất là đối với những cán bộ trẻ có triển vọng trong quy hoạch. Từ nhận thức đó, thời gian qua, công tác điều động luân chuyển cán bộ được huyện Tuần Giáo thực hiện một cách thận trọng và khoa học. Trước khi thực hiện luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo đã tập trung rà soát kỹ công tác quy hoạch cán bộ, đưa cán bộ trẻ có năng lực, trách nhiệm vào nguồn quy hoạch để luân chuyển theo từng năm và từng giai đoạn, vừa đảm bảo tính kế thừa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Cùng với đó, quá trình luân chuyển được thực hiện công khai dân chủ, có chú ý đến yếu tố đặc thù của từng địa phương đơn vị để lựa chọn cán bộ phù hợp, phát huy được khả năng sở trường của cán bộ, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng trước khi luân chuyển. Mục đích công tác luân chuyển cán bộ trước hết là cái vấn đề là tạo nguồn và đào tạo cán bộ lãnh đạo để thực hiện đủ các tiêu chí để đề bạt bổ nhiệm lãnh đạo của cấp ủy Đảng và các phòng ban cơ quan chuyên môn, lãnh đạo chủ chốt của huyện. Trong thời gian vừa qua, công tác luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo luôn được quan tâm, đã bố trí kịp thời đối với lại những địa phương, cơ quan đơn vị còn đang thiếu hụt cán bộ và cũng đã đào tạo được những đội ngũ cán bộ kế cận để thực hiện trong nhiệm kỳ trong thời gian tới. Nhận thức rõ công tác cán bộ có vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, những năm qua, huyện Tuần Giáo luôn chú trọng công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và tác phong đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những năm qua, huyện ủy Tuần Giáo đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, giúp cán bộ trưởng thành nhanh và toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Để làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, Ban Tổ chức Huyện ủy tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ dựa trên yêu cầu thực tế công tác cán bộ của huyện, của các xã, thị trấn để lựa chọn cán bộ luân chuyển cũng như đơn vị luân chuyển cán bộ. Dự kiến thời gian luân chuyển. Cùng với đó, huyện Tuần Giáo đã coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và sử dụng cán bộ, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức. Là cơ quan tham mưu của huyện ủy, trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ Thường trực Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, gồm tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong toàn huyện. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đó, cũng như thực trạng đội ngũ cán bộ của các cơ quan đơn vị của xã thị trấn, thì từ năm 2015 đến nay thì Ban Tổ chức đã tham mưu xây dựng kế hoạch trình Ban Thường vụ xem xét ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, thì từng bước góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Tháng 7 2020, ông Trần Hiến Giang, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Tuần Giáo, được điều động luân chuyển về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Triềng Sinh. Nhận nhiệm vụ ở một địa phương còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng Phó Bí thư Đảng ủy Trần Hiến Giang đã nhanh chóng tiếp cận được với công việc. Tuy chỉ mới hơn một năm nhận nhiệm vụ mới, nhưng sự thay đổi tích cực về tinh thần đoàn kết, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức xã Triềng Sinh là điều dễ dàng nhận thấy. Tôi hài lòng về sự phục vụ của văn phòng một cửa của xã Triềng Sinh, đặc biệt là cán bộ công chức tư pháp xã, có sự đối đáp chu đáo đối với người dân. Không những thế, từ khi về nhận nhiệm vụ tại xã Triềng Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy Trần Hiến Giang cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường tập trung lãnh đạo,
huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đích thân cá nhân Phó Bí thư Đảng ủy xã đã trực tiếp phối hợp kêu gọi các nguồn tài trợ, làm được 3 tuyến đường dân sinh với tổng chiều dài trên 1.300 mét, xây dựng 2 ngôi nhà nhân ái cho hộ nghèo, xây dựng cảnh quan, cơ quan làm việc xanh sạch đẹp, triển khai lắp hệ thống đèn chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời và trồng được trên 200 cây hoa ban dọc tuyến quốc lộ 279. Khi nhận được nhiệm vụ ở cương vị mới, bản thân tôi là rất là vui mừng bởi là sự niềm tin tuyệt đối của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, đặc biệt là ban phụ huyện ủy đã tin tưởng giao phó cho tôi trách nhiệm là xuống phụ trách xã Trường Sinh, và trong quá trình đó bản thân tôi là luôn luôn mong muốn là mình hoàn thành tốt và hoàn thành tốt hơn nữa cái nhiệm vụ của mình trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, thì và bản thân tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa cùng với tập thể lãnh đạo đảng ủy xã để lãnh đạo phát triển toàn diện về kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn xã Trường Sinh. Trước khi được luân chuyển về làm bí thư đảng ủy xã Quải Tở vào tháng 7 năm 2020, bà Bạc Thị Thúy từng có thời gian 5 năm giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quải Nưa. Với kinh nghiệm khá nhiều năm làm công tác quản lý, ngay khi nhận nhiệm vụ mới, bà Bạc Thị Thúy thường xuyên bám sát cơ sở, chịu khó tìm tòi, học hỏi, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, tham vấn kinh nghiệm của cán bộ công chức ở địa phương. Trên cơ sở đó, chủ động bàn bạc với Thường vụ Đảng ủy xã đề ra những quyết sách phù hợp, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy các nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Bản thân tôi thì sau nhiều năm cống hiến phục vụ trên nhiều cương vị khác nhau, thì tôi cũng thấy được rằng là việc luân chuyển cán bộ là hết sức là đúng đắn, là nó tạo ra một cái tâm lý cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, là sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì khi cấp trên phân công điều động. Việc mà điều động đến một cái cơ sở khác thì lúc nào cũng tạo cho mình một cái tâm lý là mình phải hết sức là cố gắng để đáp ứng với cái tình hình nhiệm vụ và yêu cầu công tác trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Tháng 9 2019, ông Nhữ Di Đông, Phó trưởng phòng dân tộc huyện Tuần Giáo, được luân chuyển điều động giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Tuần Giáo. Sau đại hội Đảng bộ thị trấn, từ tháng 6 2020 đến nay, ông Đông được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu của môi trường công tác mới, việc đầu tiên được ông Nhữ Duy Đông quan tâm là nhanh chóng nắm bắt tình hình, tìm giải pháp, tập trung giải quyết dứt điểm, những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn. Nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu thị trấn Tuần Giáo là trong mọi trường hợp đều phải dựa trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và nhân dân. Nhờ vậy, sau 2 năm giữ cương vị là người đứng đầu thị trấn, nhiều công trình, dự án vì nhiều lý do chưa thể triển khai do những vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thì nay đang từng bước được tháo gỡ. Tôi cùng với các đồng chí trong cấp ủy chính quyền xác định đây là cái nhiệm vụ chuyên môn được tổ chức tin tưởng giao. Tôi đã đoàn kết và phấn đấu thực hiện hoàn thành các cái chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020, và cùng với lại cấp ủy chính quyền xác định một số những cái nhiệm vụ, một số cái chỉ tiêu trong nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn. Tôi nói là các cái chỉ tiêu nghị quyết này cũng đã và đang được chúng tôi cụ thể hóa, quyết tâm để thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, huyện Tuần Giáo đã thực hiện điều động luân chuyển 33 lượt cán bộ, bao gồm điều động luân chuyển từ cấp xã sang cấp xã, điều động cán bộ từ cấp huyện xuống cấp xã, điều động cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện và điều động cán bộ giữa các cơ quan khối đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị cấp huyện. Mặc dù số lượng cán bộ huyện luân chuyển về cơ sở chưa nhiều, song các cán bộ luân chuyển giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở xã thị trấn được đánh giá đã phát huy vai trò trách nhiệm và năng lực thực tiễn, tích cực phấn đấu rèn luyện và đều có sự trưởng thành hơn trong môi trường làm việc mới. Đội ngũ cán bộ được Ban Thường vụ huyện ủy luân chuyển xuống cơ sở và cũng như là xong sang các phòng ban cơ quan chuyên môn, chúng tôi đánh giá rằng là cơ bản là các đồng chí đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Về phẩm chất chính trị và thể hiện được cái năng lực sở trường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và cũng như là nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện được cái vấn đề là cán bộ chủ chốt người luân chuyển về xã là không phải là người địa phương, là thực hiện được cái nội dung rất là quan trọng, đó là cái
khắc phục được cái vấn đề tham nhũng, lãng phí và khắc phục được cái vấn đề cục bộ bè phái. Có thể nói, việc điều động luân chuyển cán bộ ở huyện Tuần Giáo đã tạo ra sự gắn kết trách nhiệm giữa các cơ quan đơn vị có cán bộ luân chuyển đi và đến, hạn chế tư tưởng cục bộ địa phương trong bố trí cán bộ, tạo phong cách làm việc mới, đồng thời cũng tạo điều kiện cho cán bộ được chui rèn, nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.